Thấy con ho sặc sụa, mặt tím tái, người mẹ nhanh chóng sơ cứu thì phát hiện ra vật lạ. Hốc dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, bởi ở độ tuổi này, trẻ thường tò mò, thích khám phá, hay bỏ các vật lạ vào miệng mà chưa phân biệt được đâu là vật nguy hiểm cho bản thân. Khi trẻ bị hốc dị vật mà không được sơ cứu kịp thời, sẽ dễ dẫn đến hậu quả khó lường. Như mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ lại đoạn video như một lời cảnh tỉnh cho các gia đình có con nhỏ. Theo đó, một bé gái đang ngồi học thì bất ngờ ho sặc sụa, mặt bắt đầu tím tái, khó thở. Nghi ngờ con bị hốc dị vật, người mẹ nhanh chóng chạy tới, bắt đầu sơ cứu bằng cách kê đầu gối vào bụng, một tay ôm trước ngực, tay còn lại vỗ liên hồi vào lưng. Sau một hồi chật vật vất vả, nhờ có sự phối hợp ho khan liên tục, bé gái đã may mắn đẩy được dị vật ra khỏi đường thở. Nhiều người sau khi xem xong đoạn video thì đặc biệt dành lời khen cho sự điềm tĩnh của người mẹ. Thật may là người mẹ biết cách sơ cứu kịp thời nên bé gái mới thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng như là một lời cảnh tỉnh cho các gia đình có con nhỏ phải luôn chú ý tới con và thật bình tĩnh khi xử lý các tình huống như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé!